Truyền thông phòng khám cha tượng yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tượng yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tượng yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa cho biết một cơ duyên đáng quý trong công tác hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư niệu đạo. Bệnh nhân Nguyễn Thị Quân, 72 tuổi, đến từ tỉnh Lâm Đồng, đã trải qua hơn 3 tháng hỗ trợ điều trị tại phòng khám của chúng tôi. Hành trình chữa bệnh của bà không chỉ là một câu chuyện về sự kiên cường và hy vọng, mà còn là minh chứng cho sự tận tâm và nhiệt huyết của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám. Khi bà Nguyễn Thị Quân mới đến phòng khám, sức khỏe của bà rất yếu. Bà Nguyễn Thị Quân gặp khó khăn trong việc di chuyển, ăn uống không được và tinh thần cũng đang chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc tận tình và phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả của các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám, tình hình của bà Nguyễn Thị Quân đã có sự chuyển biến tích cực. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sức khỏe của bà Nguyễn Thị Quân đã trở lại bình thường. Bà Nguyễn Thị Quân không chỉ hồi phục về thể chất mà còn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Quân vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Chúa, Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, cùng toàn thể các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự giúp đỡ và lòng nhân ái của các vị đã góp phần to lớn vào sự phục hồi kỳ diệu này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các quý vị. Vì chính nhờ có sự hỗ trợ quý báu ấy mà những bệnh nhân như bà Nguyễn Thị Quân có thể tìm lại ánh sáng, hy vọng và sức khỏe. Phòng khám cha tượng yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân ung thư. Cùng chung tay trong sứ mệnh cao cả này, xin trân trọng. Tôi tên là Nguyễn Thị Quân, ở từ Lâm Đồng xuống. Cái triệu chứng ban đầu thì nó có ra một xíu máu, thì cứ nghĩ là viêm thôi. Nhưng mà đến khi mà đi khám á, thì họ nói là bị ung thư. Và họ cũng biểu là khám để điều trị là mổ, là này kia khắc nọ đó. Họ kêu là đúng là giờ này là giờ vàng, bà đi mổ đi. Nhưng mà tôi không có đồng ý. Tôi đã có một chí hướng và tôi đã hiểu là về phật đồ của cha, về Chúa, về cha, cho nên tôi mới về đây. Thì hôm nay là tôi nếu mà thứ ba ra viện là tôi đúng 3 tháng 10 ngày là tôi đã được ra viện, thì điều này là một điều thiêng liêng của Chúa và cha bòn xuống và Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse và tất cả những cái gì mà thời gian tôi điều trị ở đây là có thầy và có cô y bác sĩ và cũng nhờ có nhờ mạnh thường quân, cho nên tôi về đây tôi rất là tốt. Tôi xin cảm ơn. Cái lúc đầu vô đây thì nói thiệt với thầy là người đi nó lăn lăn đi, có nghĩa là mình đi vậy thôi chứ nó không có được chuẩn và người nó cũng không có được tỉnh táo. Nhưng bây giờ là nó rất là ổn. Chỉ có trường hợp mà biết có nó bị tái tụt một xíu thì nó hơi mệt chút, rồi nó cũng sẽ bớt, nó khỏe thôi. Người thì nó vẫn tỉnh táo khỏe hơn những cái lúc mà mình đã vô đây. Bởi vì thời gian mà ăn phát đồ của cha và của Chúa bao xuống là nó đã tốt cho sức khỏe và nó đã bớt căn bệnh rồi. Cho nên là bữa nay nó khỏe, khỏe lắm đó thầy. Bây giờ thì gia đình chưa biết, chính bản thân tôi bữa nay tôi vô thì có thầy mới cho, tôi mừng lắm, tôi mừng và rất là cảm ơn là bề trên Chúa, Cha và Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Và còn về phần khám là rất là vui và cảm ơn có thầy và có y bác sĩ ở đây, rất là cảm ơn và cảm ơn. Thì tôi có đôi lời để khuyên bệnh nhân mới là mình đã về đây là đã là một điểm rất là
cứu mình để mình sống lại một lần thứ hai. Thì cái phát đồ mà Chúa ban bon cho đã truyền đạt lại cho các thầy, thì mình nên giữ và giữ mãi trong suốt cả cuộc đời mình. Như ở đây á, nói thiệt với thầy á, cái chuyện nhà trọ á, thì tôi có ở một điểm rồi, thì nó cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nó hơi nóng chút. Thì tôi để đi vô trong kia thì nó rất là mát mẻ. Và như ở trong tất cả trong cái nhà trọ, như trong túi thùng túi đồ đó, là coi như là bà con ở rất là đông, rất là thoải mái, vui vẻ đó. Còn nói về giá cả ở đây, trời ơi, rồi người dân ở đây thiệt với thầy chứ, tôi cũng trong tuổi này nhưng mà tôi cũng biết được nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào như nơi này. Dân ở đây họ rất là tình cảm lắm, và họ thật thà lắm. Còn giá cả rau rớt ở đây là rất là rẻ hơn mọi nơi đó. Bởi vì tôi mua, tôi cân nhắc, tôi biết là thật sự là rất tốt. Ở nơi đây là rất tốt. Tốt thôi chứ có cái thái độ gì đâu. Bây giờ mình sơ, thì ví dụ thầy nhắc nhở, mà nhắc nhở đó đâu có thừa. Nhắc nhở để cho mình là tốt, và mình để ý để mà mình điều trị bệnh mình cho nó tốt, chứ không có thái độ là xấu đâu. Rất là tốt. Riêng có thầy và còn tận tâm hàng giờ hàng ngày, coi như là huyết áp nè, rồi đo nè, rồi thuốc phát nè, gạo phát nè, rồi còn ngâm chân nè, rồi là chăm điện, sấy điện thì sấy điện, còn chăm cứu thì chăm cứu. Còn cái gì nữa mà người bệnh nhân nào bó được thuốc thì cứ bó thuốc, thì còn cái gì, không có cái gì bàn, không có nơi nào hơn. Việc của thầy như vậy, đó là tấm lòng tôi đưa ra là sự thật như vậy, chứ không có sơ và không có là nghĩ là này kia khác nào đâu. Thì bây giờ sau khi mà mình được ra viện về quê thì phát đồ ở đây an như thế nào, mình ở đây như thế nào, thì mình về nhà mình cũng làm và an cũng an như thế đó. Thì sống mà Chúa ban, thầy ban, đức mẹ ban, rồi trên bề trên, nói chung bề trên ban cho có sức khỏe, thì thỉnh thoảng là tôi sẽ về thăm các thầy, các y bác sĩ. Chúa ban cho cái sức khỏe là được, thấy Chúa ban là tôi sẽ là tôi khỏe, là tôi không có giống hứa là mình đi suốt hay là như thế nào, nhưng mà cũng có thể là một lần hay lần gì đó mình khỏe là mình về thăm các thầy và đốt nhang cho Chúa cha, cho đức mẹ, thánh du xe. Đó là cái tâm nguyện tôi có sô thì tôi nói vậy. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây,
được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò báo người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay, nói yêu thương sao vương câu thủ oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không, phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Tin yêu, tin kính Chúa trong tâm hồn.
như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về làn hương thơm bay lên trước nhan tòa cao Maria, cúi ia xin mẹ ý, nhận cho tấm lòng thành tâm đây con kính bái tri tôn mẹ. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về làn hương tin yêu con hát ca, ngợi khen tung hô muôn nơi. Với ia muôn lòng nghi hiệp dâng trương tòa cao các thánh, vinh phúc sống trên quê trời. Như hương trầm tòa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.